Cả nhà mình bắt đầu đây. Hello, mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Các em chú ý rằng là những cái câu này là những câu mà chắc chắn có trong đề thi đại học. Phần này là phần chắc chắn có một câu. Năm ngoái với các anh chị 2000 thì cũng đã bắt trúng một câu này rồi. Thì với năm nay 2001 thầy cũng muốn rằng là các em với thầy cùng làm trúng một câu này. Chúng ta đang hy vọng như vậy. Các em tag giúp thầy tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này nhá. Để cái buổi livestream này hôm nay thật là thành công. Các em nhìn thấy hình ảnh có sắc nét không? Các em thấy hình ảnh có sắc nét không? Nếu hình ảnh thấy sắc nét không? Rồi ok, mình bắt đầu nhá. Mình bắt đầu chiến đấu luôn nhá. Các em tag các bạn vào trong video livestream này. Hôm nay thầy live sớm hơn dự kiến chính xác, bởi vì là xin phép thì team 2K2 cho thầy về sớm. Các em nhớ share trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên, cũng như là share cho tất cả các bạn của em, nhất là những cái bạn nào mà đang sợ nhất là về việc bị điểm liệt thì có thể xem video livestream này, được chưa? Những cái bạn nào mà muốn được điểm cao thì cũng vậy thôi, bởi vì phần này là phần bắt tủ mà. Nhớ là xem về tường, bởi vì livestream xong thì thầy sẽ ẩn video livestream đi. Còn bạn nào mà chưa có link PDF thì lên trên tường nhà thầy thì vẫn còn link PDF, hoặc chấm vào trong bài của fanpage của thầy. Dặn dò một chút nữa là nếu mà các em có nhớ rằng là để mà một cái buổi học nó diễn ra thật tốt, thầy muốn rằng là tất cả các bạn và các em cùng comment đáp án cùng với thầy, bởi vì như vậy thì các em sẽ bị học không bị thụ động, và như vậy là rất là tốt cho bọn em, bởi vì em dám nói lên ý kiến bản thân, và một lần sai là một lần nhớ nhá. 2K2 học được pin suộng. Ok, mình bắt đầu nhá. Câu số 1. Thế có một vài cái chú ý ở đây trong cái việc mà làm bài tập về câu hỏi sơ đồ hình vẽ thí nghiệm, đấy là các em cần chú ý vào khí sinh ra thu bằng phương pháp nào. Đấy, thế nếu mà thu bằng phương pháp rời nước thì điều này tương đương với lại là khí đó phải không ta trong nước, bởi vì nếu mà khí đó mà ta trong nước thì biến mất. Hello Tường Nguyễn, được chưa, hiểu không? Đúng rồi, 35 câu này trong đề có một câu. Thứ hai là nếu mà thu bằng phương pháp rời không khí thì em phải so sánh xem là bằng úp bình hay là ngửa bình, bởi vì ngửa bình thì thu các khí nhẹ hơn không khí, còn úp bình thì thu các khí nặng hơn không khí. Đấy, các em chú ý mấy cái này thôi là sẽ ok, được chưa? Thế lại còn lại tất cả mọi thứ thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay, thì thầy sẽ giải kỹ cho chúng ta thì chúng ta hiểu hơn nhá. Đây là một vài cái chú ý các em có thể nốt lại, sẽ lại về tường, được chưa? Mình bắt đầu được chưa nhỉ? Bạn nào muốn bắt đầu rồi thì chấm cái để thầy biết nào. Chúng ta cùng chấm một cái mạnh mẽ nào, được chưa? Chúng ta cùng chấm một cái mạnh mẽ rồi thì mình bắt đầu vào học. Nhớ nhá, nhớ nghe theo lời thầy dặn là chấm mạnh mẽ này, trả lời đáp án. Bây giờ câu số 1, đáp án gì? Số 1, trong phòng thí nghiệm một số chất khí có thể điều chế bằng cách cho dịch axit tác dụng với mùi rắn tương ứng. Vậy là đây là cho axit tác dụng với mùi rắn tương ứng nhá. Hello, chào Doãn Trang, chào cả nhà. Nhớ xe lại về tường trong tác tất cả các bạn và các em vào trong video livestream này nhá. Mờ á? Các em có bị mờ không? Bạn Vũ Hoàng Tú bạn kêu mờ này. Các em có bị mờ không? Mờ thì bảo thầy cái để thầy chỉnh đó. Cả nhà có bị mờ không nhỉ? Các em có bị mờ không này? Sao các bạn kêu mờ? Mình bắt đầu nhá. Sơ đồ điều chế trên không sử dụng để điều chế khí nào sau đây? Đấy, sơ đồ điều chế khí trên không sử dụng để điều chế khí nào sau đây? Các em lưu ý là không sử dụng nhá. Không sử dụng để điều chế khí nào. Thế các em nhìn giúp thầy. Các em nhìn giúp thầy này. Ở đây thu bằng phương pháp là phương pháp gì? Phương pháp là phương pháp rời nước. Rời nước thì phải tương đương với việc đồng rời nước thì phải tương đương với việc nét đấy, phù hợp bảo nét này các em này. Thì phải tương đương với việc là khí đó phải không tan trong nước. Được chưa? Mình có này, HCl tan trong nước vứt. Được chưa? Thế vậy là sơ đồ không sử dụng điều chế khi nào? Không sử dụng điều chế HCl 1G. Chú ý từ không nhá. Không sử dụng để điều chế khi nào thì không sử dụng để chế HCl. Bởi vì nó tan trong nước thì làm sao mà có thể rời nước được. Được chưa? Hồng Việt kêu mờ này. Hồng Việt thử test lại cái mạng nhà em xem chứ thầy thấy là các bạn đều kêu là nét mà. Đấy, đây này. Các em xem video livestream này về tường nhá. Xong tác các bạn và em vào trong video livestream này. Nhiều bạn là thầy báo là lúc 9 giờ rưỡi học nhưng mà hôm nay thầy livestream sớm đấy. Được chưa? Mình cứ quất xong 35 câu này rồi mình nghỉ nhá. Full HD với văn trường ok, rất tốt. Đấy. Sắp tới thi trung học phổ thông quốc gia rồi. Nào. Ok, tiếp tục sang câu số 2. Các em hiểu chưa? Câu số 1 đáp án D các em ạ. Câu số 1 đáp án D. HCl thì không thu được phương pháp rời nước nhá. Câu số 2 nào. Câu số 2.
hình vẽ mô tả thí nghiệm trên điều chế khí X lên 180 bạn, không biết hôm nay lên được 200 bạn không. Nào, cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X. Được chưa? Khi cho dung dịch axit tác dụng với chất rắn, kim loại hoặc muối nào sau đây? Các em lưu ý này, comment đáp án cho thầy xem nào, là đáp án gì. Đấy. Đúng rồi. Nào, mình có nào. Mờ lắm, sao Trang Trần lại kêu mờ? Bao nhiêu bạn kêu căng đét, mỗi mình Trang Trần kêu mờ. Đấy, Nguyễn Hữu Hoàng căng đét này, chắc là do mạng của mấy bạn rồi. Nào, tiếp tục đó các em. Mình nhìn nhá. Đây là khu bằng phương pháp úp bình. Úp bình và rời không khí. Được chưa? Úp bình và rời không khí thì tương đương với việc, thì tương đương với việc nào? Úp bình và rời không khí thì tương đương với việc gì? Tương đương với việc là khí đó phải nhẹ hơn không khí. Nhẹ hơn không khí. Vậy bây giờ công việc của mình là nội bộ xe nào trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Vậy công việc đó của mình là bây giờ đi tìm khí nào nhẹ hơn không khí thôi. Đúng chưa? Mình có này. Hoàng Đỗ, những khí nào tan trong nước và không tan trong nước? Những khí tan trong nước và không tan trong nước thì mình có này. Khí tan trong nước, khí tan trong nước là mình có này, NH3HCl. Được chưa? NH3 này, HCl này, SO2. Được chưa? Đây là những khí tan trong nước. SO3 là tan trong nước. Đấy, được chưa? Hơn 200 bạn rồi. Câu này mới thi thử xong đấy các em thấy không? Có rất nhiều cho các câu đề thi thử của em. Câu 2 này. Vậy này thầy vừa suy luận này, khí này nhẹ hơn nước. À, khí này nhẹ hơn không khí. Vậy mình có này, hydro nhẹ hơn không khí, ok. Phân tử khối của không khí bằng 29 nhá các em nhớ nha. Phân tử khối không khí bằng 29. Phân tử khối không khí bằng 29. Vậy mình có này, hydro bằng 2 nhẹ hơn không khí. CO2 bằng 44 nặng hơn không khí nên vớt. Clo bằng 71 nặng hơn không khí vớt. NO2 bằng 46 nặng hơn không khí vớt nốt. Vậy nhẹ hơn không khí đáp án đúng của chúng ta là khí bay lên nên phải úp bình. Đáp án đúng đáp án. À. Dễ không em? Rất là dễ. Đúng không? Đấy. Ok. Nào tiếp tục, tiếp tục. Đấy mấy đứa 2K vào minh chứng cho thầy là năm ngoái thầy tủ trúng một câu hình vẽ thí nghiệm đi. Có đúng không? Team 2K rồi. 2K vào có dặn dò các em không? Mình sang câu số 3 nào các em. Hello, chào Trang Nguyễn. Câu số 3, thanh niên có người yêu. Clo tan ít trong nước, Nguyễn Vũ Hoàng nhá. Clo tan ít trong nước chứ không tan nhiều. Câu số 3. Chi ơi chi xe về cho team Thái Thụy xem của thầy nhá. Team Thái Thụy ở đây là trong này là toàn bộ là các câu này ở trong sách đấy. Nên là xe về cho team Thái Thụy giúp thầy. Những bạn nào mà mua sách thì cũng phải xem video livestream này. Câu số 3. Khí clo có được trong khí clo được điều chế trong phòng thí nghiệm thường bị lẫn tạp chất là khí hydro, clorua và nước. Đấy. Vậy ở đây này, hỗn hợp gồm có này, clo này, hydro clorua này và nước này. Đấy, để loại bỏ tạp chất thì cần cho clo lần lượt qua các bình rửa khí các dung dịch tương ứng. Vậy các bình rửa khí các dung dịch tương ứng này nó phải tương đương với một điều là nó phải không tác dụng với clo. Nó mà tác dụng với clo là chết, là không được. Được chưa? Vậy thì ngay lập tức úp thì nhẹ hơn mà em, Nguyễn Hoài Linh. Úp là nhẹ hơn. Ok chưa? Tác dụng với clo. Vậy mình có này. NaHCO3 tác dụng clo là rút rồi. Ok chưa? Thế giờ mình xem nhá, mình xem nhá. Nếu mà bình đầu tiên là nó phải giữ lại cho mình giúp anh này. Câu 3 không có trong sách. Em theo dõi thôi rồi mà lười comment. Vậy hôm nay comment em nhá, hôm nay comment đi. Nào tiếp tục nào. Mình có đấy. Vậy đi qua một cái bình nào đầu tiên nó phải hút lại cái anh gì? Nó phải giữ lại anh HCl. Bình nào giữ được HCl? Bình giữ HCl thì nó phải hút nước, đúng chưa? Vậy bình HCl thì nó khả năng cao là NaCl. Nếu đi qua bình NaCl thì trong NaCl là có nước, đúng không? Thì nó giữ lại HCl. Vậy lúc này mình còn clo, đúng chưa? Còn nước. Bây giờ thầy mới cho đi qua H2S4 đặc thì nó giữ lại nước, đúng chưa? Vậy là đi qua HCl đặc và H2S4 đặc. À, sao đi nhầm? Đi qua NaCl bão hòa và H2S4 đặc. Thế tại sao không cho H2S4 đặc trước và NaCl bão hòa? Bởi vì nếu mình cho vào HCl đặc, H2S4 đặc trước thì nó giữ lại nước, sau đó nước lại qua thằng NaCl lại bay ra theo thì không hợp. Được chưa? Vậy đáp án đúng đáp án C. Những bạn comment đáp án C, những bạn comment đúng. Ok chưa?
Mình sang câu số 4 nha. Nhớ là comment đáp án. Thì một lần sai là một lần nhớ. Phải làm như vậy nhiều lần thì mình mới nhớ được. Cái câu số 4 này là một câu rất là hay. Em ơi, Sang ơi, sáng thứ 7 nhá. Sáng thứ 7, sáng chủ nhật, sáng thứ 2 là like nốt 505 câu nhận biết thông hiểu. Nhận biết thông hiểu, được chưa? Sáng thứ 7, sáng chủ nhật. Bài thầy giảng hay phết, dĩ nhiên bài thầy giảng quá hay. Giờ mới biết à? Thầy ơi, không, sáng thứ 7, sáng chủ nhật, sáng thứ 2 nhá, vào lúc 5:30 thì thầy mới like chữ 505 câu. Ok chưa? Nào mình tiếp tục này, sang câu số 4 này. Hình vẽ nào dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế hydro halogen nua? Thế các em chú ý, phương pháp điều chế khí hydro halogen nua là có phương pháp sunfat. Và phương pháp sunfat thì chỉ, nhớ này, chỉ điều chế. Năm nay thì tủ câu này, điều chế HF và HCl. Nhớ chưa? Chỉ điều chế HF và HCl, không điều chế HBr và HI. Lưu ý đấy, chỉ điều chế HF và HCl, không điều chế HBr và HI. Nhớ lưu lại nhá, câu này thầy tủ năm nay. Câu này thầy tủ năm nay, thầy nhắc lại câu này thầy tủ năm nay. Đấy, xe thật nhanh lại. Ok chưa? Vậy ở đây hydro halogen nua HX có thể điều chế theo sơ đồ trên là HCl và HF. Được chưa? Đáp án đúng đáp án C. Để chờ, em biết lâu rồi mà không comment xem mê. Xem mê quá không comment luôn. Ok, các em hiểu bài không? Các em hiểu câu số 4 này không? Bạn nào hiểu câu số 4 thì chấm cái để thầy biết là em hiểu nhá. Nào, tiếp tục nào. Mình sang câu số 5. Hiện tại Hà Nội khá là nóng. Hiện tại Hà Nội khá là nóng. Cố gắng lên Hà Nội để thầy còn mời kem. Câu số 5. Trong phòng thí nghiệm, một số axit có thể điều chế bằng cách cho tinh thể muối tương ứng tác dụng với axit sulfuric đặc tương ứng. Thầy thề với các em, nếu mà vào cái đồ thị này thì đồ thị này, hình vẽ này, chỉ của cái hình này, chỉ của điều chế một thằng duy nhất là HNO3. Chỉ có HNO3 mới có cái bình kiểu như này. Không còn một thằng nào có kiểu bình như này nữa. Được chưa? Bánh ngọt hương nho, nghe tên ngọt ngào quá. Được chưa? Chỉ có anh này là điều chế HNO3 thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, Chigahi đúng. Được chưa? Lê Văn Sáng đúng. Chính xác. Đấy các em nhớ nhé. Nhớ cho thầy nhé. Ghi lại nhé. Nốt lại nhé. Chỉ hình này là điều chế HNO3 thôi. Tiếp tục. Sang câu tiếp theo, câu số 6 này. Câu số 6 này, xem các em IQ thế nào. Comment đáp án câu số 6 xem nào. Comment đáp án câu số 6 này, comment đáp án câu số 6 xem nào các em ơi. Câu số 6 đáp án gì? Thầy có file đề mà, vẫn ở trên tường nhà thầy em nhá. Vẫn ở trên tường nhà thầy luôn. File đề vẫn còn y nguyên trên tường nhà thầy. Bạn nào mà chưa xem thì xem thật nhanh. Ok, xem lại cho nhớ chính xác. Khẩn trương. Nóng quá, cái đèn của thầy bị tắt mất rồi. Đèn của thầy bị cháy bóng rồi các em ạ. Khổ quá. Cái đèn của thầy bị cháy bóng mất rồi. Thôi có lẽ mình phải cố gắng live stream như thế này. Ôi, chắc là các em vẫn nhìn thấy kịp đúng không? Chắc các em vẫn nhìn thấy đúng không? Nó hơi tối tối thế thôi nhưng mà cái bóng đèn bị cháy rồi. Không có đèn để sử dụng. Live stream hăng quá đến nỗi đèn cũng bị cháy. Để thầy cho cái laptop vào đây xong rồi soi sáng xem có sao soi được không. Các em cố gắng chút nhé. Đèn của thầy vừa bị cháy bóng. Khó sáng quá nhỉ. Cháy luôn, nóng quá, cháy luôn. Cháy bóng đèn không? Không sao, chắc em vẫn nhìn thấy nhỉ. Chắc em vẫn nhìn thấy đúng không? Nào tiếp tục nào các em. Tiếp tục nào. Câu số 6 là xem em ít. Đang live stream thì tắt đèn. Ok, mình có. Trong phòng thí nghiệm có thể chứng minh khả năng tan tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ. Đấy, đây là khí tan tốt trong nước. Thầy vừa mới bảo xong, khí nào tan tốt trong nước nhỉ? Không, máy thì không hết pin được, chỉ có bị cháy đèn thôi. Đèn vừa cháy, tóc rơi ra rồi. Thầy có đề này trong sách em ạ. Vậy mình có này, khí mà tan tốt trong nước là gì? CO2 không tan tốt trong nước, vớt. CO2 tan ít trong nước. Oxy tan ít trong nước, vớt. Đúng không? Nitơ gần như không tan trong nước. Vậy chỉ có là gì?
HCL và NH3. Nhìn vẫn ok, thế là may mắn rồi. HCL và NH3 nhá. Ok chưa? Vẫn sáng chán. Ok, thank you cả nhà. Thôi cố gắng nhá. Không sửa được. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nào, câu số 7. Câu số 7 cho hình vẽ mô tả. Nào, câu số 7 cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng hiro để khử oxit kim loại. Đấy, thế vậy bây giờ là câu này chọn đáp án nào? Câu này chọn đáp án nào các em? Câu số 7 đáp án gì bây giờ nhỉ? Số 7 đáp án gì? Trúc Thanh ơi, Trúc Thanh xe ở trong nhóm lớp giúp thầy nhé. Ok, câu số 7 nhìn kỹ này. Mô tả điều cách dùng khí hiđro để khử oxit kim loại. HCl cộng kẽm để tạo thành khí hiđro. Hiđro bay ra chặn trong oxit, thì chúng ta chú ý một điều này. Hiđro và CO chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm. Nhớ lại cái nốt này. Chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm. Bởi vì nó chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm nên magie đứng trước nhôm, vớt Na2O đứng trước nhôm, vớt Al2O3 chính là nhôm, vớt nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? Fe2O3. Ok chưa? CO. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Ok, các em hiểu chứ? Đấy, tiện thể đây mình ôn được kiến thức lý thuyết. B, bỏ chính xác, kim loại sau nhôm. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 8. Câu số 8 này, câu số 8 đáp án gì đây? Câu số 8 đáp án gì đây nhỉ? Số 8 đáp án gì các em? Linh buổi live. Số 8 đáp án gì nhỉ? Nghe vẻ hơi khó. Xem nhá, mình nhìn nhá. Cái này thu phương pháp ngửa bình. Vậy khí X phải là khí nặng hơn không khí? Nặng hơn không khí. Có nghĩa phân tử khối của X phải lớn hơn 29. Vậy X là clo. X là clo, clo bằng 71. Thỏa mãn, nhưng đề bài hỏi sai. Vì vậy nên cái này đúng thì lại không chọn. Được chưa? Khí Y thu phương pháp ngửa bình. Ngửa bình vậy Y phải nhẹ hơn không khí. Nhẹ hơn không khí. Do nó nhẹ hơn không khí, các em xe được mạnh nên xem được 300 bạn cùng theo dõi nào. Bạn nào chưa xe lại nhá. Nào, mình có nhẹ hơn không khí. Nhãn không khí, vậy Y phải nhãn không khí. Y là carbon dioxide là CO2. CO2 bằng 44, lớn hơn 29, nặng không khí. Mà nhãn không khí, vậy cái này sai. Đúng không? Sai, vậy là C. T thu bằng phương pháp rời nước. Vậy là khí này phải không tan trong nước. Không tan trong nước. T là oxy. T, oxy không tan trong nước, đúng. Nhưng mà đây hỏi nhận định sai, nên là loại A. Z, ngửa bình. Vậy Z này phải nặng hơn không khí. Hiđro clorua 36,5 nặng hơn không khí. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng mình đáp án C. Ok, Thúy Sơn đúng, Nguyễn Viết Dũng đúng, chính xác, rất tốt. Ok chưa? Mình sang tiếp nha. Câu số 9 nào. Câu số 9 nào. Số 9 nào em? 9 đáp án gì đây? Like, share và sub nào các bạn. Thank you Lê Văn Sáng. Chỉ cần tag các bạn của em vào trong video live stream thôi, để cho các bạn cùng biết là thầy đang livestream để cho các bạn vào học thôi nhá. Ok, mình tiếp tục nhá. Câu số 9 cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha chế dung dịch axit loãng bằng cách rót từ từ axit đặc vào nước. Chỉ có một thằng axit duy nhất được thử nghiệm bằng cách pha chế, bị hỏi pha chế. Một axit duy nhất bị hỏi pha chế, đó là H2F4. Không còn axit nào pha chế bằng H2F4 nữa. H2F4 đặc pha chế bằng cách nhỏ axit, nhỏ từ từ vào nước, bởi vì H2O4 đặc khi ta trong nước tỏa nhiệt lớn nên phải dùng cách đó. Vậy hình vẽ trên mô tả phương pháp nguyên tắc pha chế axit H2O4. Ok chưa? Các em nhớ chưa? Nhớ nhá. Mình sang câu số 10 nào. Nhìn kỹ lại cái hình đấy nhá. Nhớ cái hình này nhá. Đấy nhá, mình sang câu số 10 nào. Câu số 10. Cái câu số 9 này là một cái câu ở bên trong của chương trình lớp 10 nên thấy rất là lo. Chẳng may mà ra đây thì nhiều đứa chết. Đấy, để chờ giờ mình sang câu số 10 này. Ion kim loại X. Câu số 10. Ion kim loại X. Ion kim loại X. Câu số 10. Câu số 10 là đáp án là gì nào các em?
Câu số 10 đáp án gì nào? Câu số 10 nào? Ion kim loại X khi vào cơ thể người ở vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm với sự phát triển của cả trí tuệ lẫn thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ác quy cũ, ở các làng nghề tái chế ác quy cũ, người nhiều người bị ung thư, trẻ con chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Vậy nó chỉ có thể là chỉ xe rất tốt. Tiếp nha, nghe ác quy là biết chỉ đúng chính xác. Nghe nhạc đoán chương trình đúng không? Câu số 11 này. 11. Đáp án gì đây? Tầng ozone hoạt động như một tấm lá chắn ngăn chặn phần lớn tia cực tím không cho chúng lên bề mặt trái đất. Tuy nhiên ở một số nơi có hiện tượng thủng tầng ozone do một số tác nhân phá hủy. Trong đó tác nhân đóng vai trò chủ yếu là Là anh nào? À, carbon dioxide có phá hủy tầng ozone không? Không. Lưu huỳnh dioxide không, mà là gì? Chlor carbon. Anh này có nhiều trong khí làm lạnh của máy lạnh, vẫn tủ lạnh ngày xưa, đúng chưa? Bây giờ thì hạn chế rồi, được chưa? Bây giờ thì cái anh này thì đáp án đúng là đáp án A, C, F, C. Ok chưa? A các em ạ, 11A đấy. Úi dồi ôi, chết nhiều chưa? Chết như ngả rạ luôn. May mà hôm nay thầy live stream nhá, không toi. Câu 12 nào. 12 này. Khí X cùng với các oxit của nitơ, là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit. Đấy, lại hiện tượng nữa, hiện tượng này hiện tượng hóa học và môi trường. Hiện tượng này hiện tượng mưa axit. Mưa axit tàn phá nhiều rừng cây, công trình kiến trúc bằng đá, kim loại, không khí bị ô nhiễm khí X sẽ gây hại cho sức khỏe con người như viêm phổi, viêm da, viêm đường hô hấp. Và khí X là, thế thì cái khí X mà gây mưa axit thì mình có ozone không axit được. Ozone là gì tính axit? Metan là CH4 cũng không có tính axit. Carbon dioxide có tính axit, lưu huỳnh dioxide có tính axit. Nhưng mà carbon dioxide thì mình vẫn hít thở thường ngày, thì hít thở ra nó đâu có gây viêm phổi, viêm da, viêm đường hô hấp đâu, đúng chưa? Mà chỉ có anh nào thôi nhỉ? Lưu huỳnh dioxide thôi các em ạ. Đáp án đúng đáp án A, lưu huỳnh dioxide nha. Nhớ nha, 250 bạn đang theo dõi video livestream thầy rất tốt. Bạn nào chưa share nhanh lại về tường nha. Và dấu hiệu tăng lên còn rất kinh khủng. Mình có tiếp tục câu số 13 nào. Câu số 13, cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X. Bây giờ sang mấy cái hình này khó rồi đấy. Bắt đầu sang mấy cái hình khó hơn. Cho thí nghiệm hình vẽ mô tả điều chế khí X. Khi cho dung dịch axit tác dụng với chất rắn, kim loại hoặc muối, hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? Nào xem là nó mô tả hình, mô tả thí nghiệm nào đây? Mô tả thí nghiệm nào nhỉ? Các em biết là mô tả thí nghiệm nào không? Mô tả thí nghiệm nào nhỉ? Bạn nào chưa xe là nhanh nhá. Mình có này. Các em để ý cho thầy nhá. Cái khí này là khí nhẹn không khí úp binh mà. Úp thì tương đương với nhẹn không khí. Ok chưa? Do úp nên nhẹn không khí. Vậy là thu được khí nhẹn không khí. Mình có này. CO244 nặng không khí. Clo71 nặng không khí. NO246 nặng không khí. Vậy chỉ có thể là A, hydro bằng 2 nhẹn không khí. Ok, rất tốt, rất chính xác, rất tinh ý. Rất tỉnh và đẹp dài. Có sang câu tiếp nha, câu số 14 à. Câu số 14, chúng ta tiết kiệm thời gian hết mức và nhớ rằng là 5:30 sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, sáng thứ hai thì livestream nốt 505 câu nhận định nha. Câu số 14, trong phòng thí nghiệm, một số axit có thể điều chế và thầy đang soạn cho chúng ta đề dự đoán số 03. Thầy đang dự là khả năng cao thầy sẽ live vào tối thứ bảy hoặc live vào tối chủ nhật nhá. Đề dự đoán số 03, nhớ theo dõi thầy. Đề dự đoán cuối cùng, đề dự đoán số 03 sẽ được live vào tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật. Câu 14 lại trúng thủ đúng không em? 14 lại trúng thủ, thầy đã bảo các em rồi. Cái hình này thì chỉ duy nhất một thằng là axit HNO3 đúng không? Hình như bị lặp. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D, HNO3. Câu 15, thầy cố tình lặp lại để các bạn học. Câu 15, trong phòng thí nghiệm có thể chứng minh khả năng tan tốt của nước một số chất theo hình vẽ thí nghiệm trên để sử dụng khí nào sau đây? Thì mình có này, CO2 không tan tốt trong nước.
nitơ không tan trong nước, oxy không tan tốt trong nước, vị trí của HCl và NH3 là tan tốt trong nước thôi. Đáp án đúng đáp án B. Câu 16, ion kim loại trong bình ắc quy. Vậy là nó là gì? Chì, đúng không? Lặp lại thì thầy chưa nhanh, chắc chỗ này. Đây, sang cái này hết lặp. Câu 17 nào. Thầy cho link trước mà sang trên tường nhà thầy. Câu 17, đây. Trường Trung học Phổ thông Liễn Sơn lần năm 2015. Thầy chưa xong rồi, câu 17 nào. 17 nào, bạn nào mà chưa có link đề thì lên trên Google của thầy nhá. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình điều chế HNO3? Ôi xời ơi, không đúng cơ mà. Lưu ý cho thầy từ ở đây là từ không đúng nha. Lưu ý từ này từ là từ không đúng. Từ không đúng rất là nguy hiểm. Thứ nhất là xem nào, quá trình phản ứng là một quá trình thuận nghịch, chiều thuận là chiều thu nhiệt. Cái này mình chưa biết, mình cứ để yên đã. Bản chất quá trình điều chế HNO3 là phản ứng trao đổi đấy. Thầy viết công trình cho em nhìn nhá. H2SO4 đặt cộng với lại NaNO3 để tạo thành NaHSO4 cộng với HNO3. Vậy nó đúng là một phương trình phản ứng trao đổi. Vậy B đúng. Do HNO3 có phân tử khối nặng hơn không khí nên mới thiết kế ống dẫn xuống. Đúng rồi, để tạo thành HNO3 dạng hơi. Nặng xuống, vậy nó là 63. 63 phải nặng xuống để hướng xuống. C đúng. HNO3 trong bình cầu là dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ. Đây này, nhìn có đá này, nên phải làm lạnh này. Cái này đúng tiếp. Cái xu hướng mấy câu này là mấy câu này hay ta. Được chưa? Vậy đáp án không đúng của mình chắc chắn là đáp án A luôn. Đấy, cái hình này rất là nguy hiểm nha. Hình này có rất nhiều cách để hỏi nha, nên các em phải để chú ý cái hình này. Được chưa? Thầy trà đi trả lại hình này khá là nhiều. Giờ mình sang câu số 18 này. Các em có hiểu không? Bạn nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhé. Liệu hôm nay có làm nên kỷ lục không? Xe thật nhanh để chúng ta cùng làm nên kỷ lục, chúng ta cùng viết lên, chúng ta cùng đóng băng, mình cùng nhau đóng băng. Câu 18. Câu 18 nào. Cố lên các em ạ, lên Hà Nội vui lắm. Lên Hà Nội ít nhất được gặp thầy. Chiến thắng. Nào, câu 65. Câu 18. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh 2015. Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định sự có mặt của carbon và hydro. Chính xác. Để hỗn hợp C6H12O6 và CO đồng 1 này. Chất X, đây chất X, bông và chất X và dung dịch chất Y. Theo thứ tự là thế chất X dùng để xác định gì? Chất X dùng để xác định nước. Xác định nước thì chất X chắc chắn là CuSO4 khan. Vậy không thể là CaO, CaO hai lần, CuSO4 nhận 5 nước được. Vậy đáp án đúng của chúng ta của 18, đáp án đúng của chúng ta đáp án C. Ok chưa các em? Tiếp tục nha, mình sang câu tiếp theo. Câu số 19. Mình có 35 câu chiều tối ngày hôm nay. Câu số 19. 19 nào các em? 19 đáp án gì nào? Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Cho hình vẽ mô tả. Ô, bạn nào chưa xe lại nhanh về tường nhá. Tí like xong là thầy ẩn đấy. Bạn nào chưa xe lại nhanh về tường nhá. Nào mình có tiếp nào. Câu 19. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Mình nhìn nào. Nước có pha quỳ tím và làm quỳ tím thành màu đỏ. Nhìn thấy chưa? Vậy chắc chắn nó có tính axit. NH3 giờ vứt luôn. Oxy chẳng có tính gì, vứt tiếp. Clo là vào thì làm quỳ tím mất màu đúng không? Quỳ tím chuyển thành đỏ. Xong rồi mất màu. Mà đây đề bài chỉ nói chúng ta làm màu đỏ thôi. Vậy chắc chắn là HCl. HCl thì vào quỳ tím ấy, thì nó chuyển thành màu đỏ. Đúng chưa? Hello Nhi Linh. Nhi Linh xe về tường để năm sau còn học nhá. Những các bạn 2K2 xe lại về tường bởi vì kiểu gì thi thử ở trường bọn em ấy. Các bạn 2K2 đang theo dõi video livestream này nhớ nhá. Thi thử ở trường bọn em là kiểu gì cũng có. Cũng có nhiều câu này luôn mà 2K2 học được luôn mà. Câu 20. Cho hình vẽ bên mô tả điều chế khí Y trong phòng nghiệm này, thầy bảo này. Thầy bảo các em này. Có một cái phản ứng mà rất hay thi, rất hay được hỏi, cực kỳ hay được hỏi nhá. Đó là phản ứng gì? Đó là phản ứng gì? Đó là phản ứng NH4NO2 nhiệt phân để tạo thành nitơ cộng H2O. Nhưng các em lưu ý một chút, cái anh NH4NO2 này không tồn tại trong phòng thí nghiệm nên thường hay được thay thế
bởi hỗn hợp sau, nó hay được thay thế bởi hỗn hợp NH4Cl bão hòa và NaNO2 bão hòa. Đun thằng này nhiệt phân lên thì thu được nitơ nước NaCl. Được chưa? Đấy, cái này cái rất quan trọng nhá. Nhiều đứa quên cái này. Thế là tèo luôn. Anh này phân sinh là đơn chất luôn. Được chưa? Vậy khi là nitơ thì dung dịch này chắc chắn là dung dịch NH4NO2. Đừng nhầm nhé, NH4NO3 nhiệt phân tạo thành N2O cộng nước nên không thể là NH4NO3. Thằng NH3 thì tạo thành NH3 cơ. Không thể là nitơ được. Bước tiếp. H2S4 thì và anh này thì có H cộng có NO3 trừ thì nó tạo thành khí NO cơ. Vứt tiếp. Vậy chỉ có anh nào thôi, chỉ có đáp án B thôi các em ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Nhớ cho thầy câu này nhá. Nhớ thật nhớ kỹ câu này vào đầu cho thầy. Và cái hình này này là dung dịch đun nóng lên, đun nóng cái đèn cồn này tạo thành khí thu vào phương pháp rời nước. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Có sang câu tiếp theo. Câu số 21 à. Câu tiếp theo câu số 21. Chuyên Hùng Vương Phú Thọ này. Hiện tượng xảy ra là gì? Đấy, những cái câu hiện tượng này là các em hơi gà, các em hơi đuối, các em khá là sợ. Thì hôm nay thầy cho vào những câu này để cho chúng ta cùng cân nó xem như thế nào. Được chưa? Câu số 21. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ trên B. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Các em có nhìn rõ không? Các em nhìn rõ thì chấm ngay để thầy biết. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên. Sau một thời gian thì ống nghiệm chứa dung dịch CuN3 hai lần, quan sát thấy là điều gì? Thì em nhìn nhá. Đầu tiên này, đây là kẽm này với lưu huỳnh này. Sau này kẽm này và H4, đây là dung dịch kẽm H4 loãng nhá. Kẽm mà tác dụng với H2SO4 loãng thì mình thu được khí hydro cộng ZnSO4. Khí hydro này bay ra với lưu huỳnh này. Hydro tác dụng với lưu huỳnh thì thu được H2S, bởi vì có đẹp cồn đôn này. Thu được H2S. Được chưa? Vậy là H2S chui vào trong dung dịch này. Vậy mình có H2S mà cộng với CuNO3 hai lần để tạo thành CuS cộng HNO3. Lưu ý kết tủa CuS không tan trong dung dịch axit mạnh. Vậy hiện tượng xảy ra là xuất hiện kết tủa. Anh này màu đen xỉ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, Chikahi đúng, rất tốt. Mờ quá. Thầy thấy là của thầy vẫn nét căng. Chắc là em kiểm tra lại đường mạng của em xem. C rồi, CUS màu đen. Chính xác, đấy rất rất nhiều bạn bị lừa câu này. Bạn nào chưa xe thật nhanh nhá. Cẩn thận bị lừa câu này, nhục lắm. Nhục hơn con trùng trục luôn. Mình sang câu tiếp theo, câu số 22. Phương ơi, Phương xe về trong nhóm lớp mình giúp thầy nhá. Câu 22. Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm. Đây. Đấy, cái chỗ này thầy nói rồi. Cái thằng này rất hay thi. Nhiều lắm, đúng không? Đấy, và cái anh này là anh ở trong chương trình lớp 11. Và khá nhiều bạn sợ. Khá nhiều bạn là nghĩ là nó không có trong chương trình. Thế này là chết. Nào câu 22 này. Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quá trình điều chế HNO3? Sai nhá. Các em nhìn chú ý này. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp nên dễ bị hơi khi nó. Cái này chính xác. Không sai. Nãy giờ chụp cơ sai. Nãy giờ chụp câu sai, sai chụp câu, thầy thông não tốt quá, đúng rồi. Học thầy để thầy thông não cho em à. Tiếp tục này. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn. Chính xác, phải có đèn cồn thì nó kích thích cho tốc độ phản ứng. Đấy, tác của thầy các bạn của em ở đây nhá. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ. Đúng rồi, vừa nãy chúng ta vừa làm đúng. HNO3 là axit yếu hơn H2O4. Các em ơi, có ai bao giờ đi so sánh HNO3 với H2O4 không? Không ai bao giờ đi so sánh HNO3 với H2O4 cả. Vì vậy nên là cái nhận định là HNO3 là axit yếu hơn H2O4 nên bị đẩy ra khỏi muối là cái nhận định vớ vẩn. Sai. Nào vào bất kỳ câu nào cũng phải chọn được câu đấy nhá. Vậy sai là đáp án. À, để chưa? Úi giời, nhiều đứa sai không? Thầy thấy rất rất nhiều đứa sai. Những câu này cực kỳ hack não, đúng không? Đấy. Câu 23 mấy nữa thầy làm cho một bộ các câu hack não nữa. Là ngon. Câu 23 nào. 23 nào. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? Bét hóa comment xem nào. Phối hợp học lớp live VIP của thầy đấy. Bét hóa thật, chính xác. Nhưng mà lần này cũng chùn rồi. Kinh chết khiếp. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch. Nhìn nhá, khí này của mình không tan trong nước. Được chưa? NH3 tan trong nước, vớt HCl tan trong nước, vớt hai thằng. Được chưa?
Nhìn thấy chưa? Tiếp tục này. Đây là nhìn, đây là dung dịch ích em ạ. Thằng này rắn có phải dung dịch không? Không phải, em đúng nhiều rất tốt. Không phải, đúng nhiều là tốt. Bánh ngọt thường nhỏ. Vậy chỉ có thể là đáp án C. Ok, em hiểu chứ. Nào mình có câu tiếp. Câu 24. 24 đáp án gì nhỉ? 24 đáp án gì nhỉ? Đó, nhìn vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm. X là khí nào sau đây? Thứ nhất X phải để X rời nước. Rời nước thì tương đương với nó không tan trong nước. Vậy mình có NH3 tan trong nước vứt, HCl tan nước vứt. Được chưa? Mình nhìn nhá. Đây là nhỏ từng giọt và chất rắn ở bên dưới. Nitơ lúc nãy điều chế là từ NH4, NO2 là lỏng hoặc là NH4Cl và NaNO2. Bọn này là lỏng lỏng hết. Thế nên là nitơ phải đi từ lỏng, nhưng mà đây là lỏng nhỏ vào rắn, vậy không thể là nitơ. Đúng chưa? Vậy chỉ có thể là CO2, CO2 nhỏ vào là gì? HCl nhỏ vào CO3, lỏng nhỏ vào rắn. Ok, các em hiểu chưa? Câu 24 phải là đáp án CO2. Úi dồi ôi, thầy nhìn thấy sai gần hết. Trắng màu dê này. Trắng màu dê này. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B để được có mỗi bạn Nguyễn Bảo Tiền comment đúng B. Còn lại chết hết. Bùi Hải cũng đúng, rất tốt. Đấy, nhiều bạn chết không? Đấy, xe thật nhanh về tường nha, không đừng để bị hẳn là D hack não. Thấy không? Nhiều đứa chết không? Đây nhìn nhá, anh này là lỏng nhỏ vào rắn mà anh này để điều chế lên thì tôi thằng này lỏng, thằng này cũng lỏng lỏng thì làm sao mà lỏng nhỏ rắn được, lỏng nhỏ rắn chỉ có HCl nhỏ vào CaCO3 thôi. Rồi nước ở đây đẩy nước ra, khí này vào lên đẩy nước ra khỏi ngoài em ạ. Ok, Ngô Thư thì phải xem lại cái chỗ lúc nãy mà thầy live stream ở ban đầu em nhé. Tiếp sang câu 25. 25 25. Xe thật nhanh về tường, dĩ nhiên là hack não rồi. Câu 25. 25 nào. Để phân tích. May gặp câu này thầy thông não, đúng rồi, chính xác. Đi thi thế là tèo đấy, tèo hết cả nhà luôn đấy. Anh Ngọc xe về tường không, xe vào trong nhóm lớp giúp thầy nhé. Câu 25 nào. 25 đáp án gì nào? Comment mạnh mẽ này các em, để mà một lần sai một lần nhớ, đừng có sợ sai. Đừng có sợ sai, học thầy đừng có sợ sai, phối hợp bây giờ mới dám nói này. Ủa, câu này năm đấy đề thi trung học phổ thông quốc gia 2015 nhiều đứa sai lắm các em ạ. Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp trình hữu cơ, người ta dùng một thí nghiệm mô tả nhìn vẽ sau. Đấy, mô tả phát biểu nào sau đây là đúng. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ. Này, thì bảo thằng này có cách nào ra được nitơ? Bông trộn CuF4 khan là để nhận biết nước. Dung dịch CaOH2 lần để nhận biết CO2. Có cái nào để nhận biết nitơ đâu? Đây nhận định phát biểu là đúng. Vậy là A sai. Bông trộn CuF4 khan có tác dụng chính ngăn hơi, không phải tác dụng chính để nhận biết nước, bởi vì CuF4 khan là màu trắng, vào nước thì nó chuyển thành màu xanh. Ngăn hơi chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm là sai. Tác dụng chính của nó là nhận biết nước, mặc dù tác dụng chính là nhận biết nước, còn tác dụng phụ mới là ngăn hơi chất hữu cơ thoát ra ống nghiệm. Nếu là hỏi là tác dụng phụ thì cái này mới đúng. Ý C trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch CaOH lần bằng dung dịch BaOH lần. Chúng ta mục đích này, CaOH lần là nhận biết là CO2, vậy BaOH lần cũng có thể nhận biết được CO2. Vậy đáp án đúng mình đáp án C. Thí nghiệm trên dùng xác định clo, không có một cái nào chứng minh xác định clo cả. Loại D. Bây giờ nhiều đứa đúng là rồi đấy. Có thể thay thế, chính xác, Nguyễn Văn Sang. Hiểu chưa các em? 26 nha. 26 nha. Thầy kéo đề lui thôi, thầy sợ thầy kéo đề lui xuống thì các bạn bị tối em ạ. Bởi vì vừa nãy con bóng đèn thầy vừa bị cháy xong, đứt dây tóc. Đứt dây tóc bóng đèn luôn. Nóng quá. Câu 26 này. Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau. Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí vẽ như hình vẽ sau. Dã man không? Em vừa làm đề câu này có đề chiều nay. Ok làm gì? Cái chữ trực tiếp chế hết á. Câu 26. 26 nhá. Phương trình học nào sau đây không phù hợp? Gạch chân cho thầy từ không phù hợp. Rời nước. Đúng chưa? Thì phải là khí này khí không tan trong nước. Nhìn này. CH2 không tan trong nước, CO2 không tan trong nước, nitơ không tan nước, CH4 không tan nước. Chịu. Dây tóc bóng đèn làm đúng Wolfram, chính xác. Em nhìn nhá, cái khí này mình thu được này, nó chạy qua một bình, bình đựng NaOH. Đúng không? Bình đựng NaOH này để làm sạch, sau đó khí này mới thu vào trong cái ống nghiệm này. Vậy là khí này phải không tác dụng với NaOH, bởi vì nó đi qua bình NaOH là khí thu được
phải không tác dụng với NaOH. Đúng chưa? CH2 không tác dụng NaOH, nitơ không tác dụng NaOH, CH4 không tác dụng NaOH, nhưng CO2 tác dụng NaOH, đúng không các em? Chuẩn chưa? Bây giờ ai bảo không phù hợp, vậy là B. Nó mới đi qua bình NaOH thì làm gì còn khí để mà thu đằng sau nữa. Chuẩn chưa? Làm gì còn khí thu đằng sau nữa, thế nên vứt đi. Chuẩn chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, bò các em nhá. Đúng rồi, dây tóc bóng đèn là Wolfram của Trung Đức, Lê Trung Đức. Mình có sang câu tiếp nha. Câu số 27. Câu số 27. Bạn nào chưa xe thật nhanh về tường nha. Tí là thầy ẩn đấy. Câu 27. Sơ đồ điều chế và thu khí X bằng cách nung bột rắn như hình vẽ sau. Sơ đồ điều chế và thu khí X bằng cách nung bột rắn như hình vẽ sau. Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? Ui, nhìn này, khí này. Thu hô hấp, rời không khí. Rời không khí tương đương với khí đó phải nhẹ hơn không khí. Đúng chưa? Và khí này phải nhẹ hơn không khí. Mình có NH3, 17 nhẹ hơn không khí. CO2, 44 nặng hơn không khí. Vớt, đi về. Anh này chẳng có khí, thằng này rắn. Si không phải khí, vớt. Cu là rắn, CO2, 44 nặng hơn không khí. Vớt tiếp, nặng không khí nó chìm xuống dưới. Nhẹ hơn không khí bay lên trên của con này. Úp vào, được chưa? Sao lại nay thầy điệu thế, thầy không hiểu. Tại sao nay lại thầy điệu thế là sao hả? Thảo em, sao má? Đúng chưa? Chính xác phải đáp án đúng chúng ta đáp án. À, câu số 28 này. Đèn hình quang không có dây tóc em ạ. Đèn hình quang không có. Câu 28 là cho mô hình và hình vẽ thí nghiệm trên. Các em nhớ nha, các buổi sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, sáng thứ hai thầy livestream nốt 500 câu nhận biết thông hiểu. Buổi tối thứ bảy thầy livestream đề dự đoán số 03. Được chưa? Cho mô hình thí nghiệm điều chế phương chính học nó sau đây phù hợp, lưu ý từ phù hợp nhé, với mô hình trên. Mình có này, thứ nhất thu pháp rời nước, vậy khí này phải không tan trong nước, CH2 không tan trong nước, CH4 không tan trong nước, CO2 không tan trong nước, nitơ không tan trong nước, không làm ăn được gì. Đi qua bình NaOH dư, vậy không thể sử dụng để thu một cái khí nào đó mà tác dụng với NaOH được về loại CO2. Được chưa? Các em lưu ý nha, đây là chất lỏng, nhỏ chất rắn. Anh này là lỏng. Lỏng thì làm gì có lỏng nhỏ và rắn. Được chưa? Vậy là loại D, loại C rồi. Nhìn tiếp nha. CH3CONa là rắn, NaOH là rắn. D phương pháp này là phương pháp vôi tôi sút. Vôi tôi sút, cả hai thằng đều là rắn hết. Đây là lỏng nhỏ và rắn, loại tiếp. Thằng này lỏng này, thằng này rắn này, nước nhỏ và CaC2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án à. Úi xồi ôi, nhiều bạn comment sai chưa? Những câu này rất dễ mà rất nhiều bạn sai. Mai thì không, tối mai thì like trong nhóm VIP mà. Tối mai các bạn like VIP học mà. Tối mai là của live VIP nên thầy không like ở bên ngoài. Sáng thứ bảy, sáng thứ ba. Mai thì khả năng cao thì sẽ soạn được xong đề số 3. Ừ, ok, được. Thầy đã soạn mà, sắp hoàn thiện rồi nhá. Coi hộ vợ thầy. Thầy làm gì, thầy chưa có vợ em ạ. 28 IC sai em ạ. Thành Thánh Thiện, lâu rồi không gặp, nhớ thầy quá. Ờ, ok. Văn Thạnh Huỳnh như có phải là bạn mà 98 không hả? 98 học ở trong Sài Gòn đúng không? Huỳnh. Ok. Video dự đoán 02 còn trên channel YouTube của thầy nhé các em nhé. Dự đoán 02-01 vẫn ở trên channel của thầy. 29 nào. Nhiều câu rất là phê. Phê còn dê. Các em ơi, các em xem thật mạnh nên cho tối nay lên được 300 nào. Xem mạnh mẽ mà, chấm mạnh mẽ mà. Tối nay làm sao mà cố gắng lên được 300. Ok, 028 xong mất rồi. Em có thể tua lại nhé, xe lại về tường xong tua lại Trần Quang Huy nhá. Mình sang câu 29 nào. Sang câu 29 nào em. 29, cho thí nghiệm như hình vẽ. 29, cho thí nghiệm như hình vẽ. Hay cho biết thí nghiệm này dùng để phân tích định tính nguyên tố nào trong hợp chất hữu cơ. Phân tích định tính nguyên tố nào nhé. Đây là trộn hợp chất hữu cơ với lại CuO này. Bông trộn CuF4 khan để nhận biết nước. Suy ra nhận biết hydro. CaO là lần để nhận biết CO2. Suy ra nhận biết carbon. Đúng chưa? Vậy là xác định gì? Xác định carbon và hydro các em ạ. Đáp án đúng đáp án à. 29 đáp án à. Câu 30 nào. 30. Thế vậy chúng ta còn 5 câu nữa thôi các em ạ. Cố gắng lên. Mình chiến đấu hết sức. Quyết tâm 7 cộng. Quyết tâm 7 cộng. Nhớ thi xong nhớ báo điểm thầy nhá.
dù thấp hay dù cao, hãy báo điểm cho thầy để thầy biết được rằng là chuỗi livestream của thầy tốt với các em và nó tốt như thế nào với các em. Nhớ nhá. Câu 30, cho hình vẽ phân tích định tính hợp hợp chất hữu cơ như sau. Hãy cho biết vai trò của CO2 đựng trong ống nghiệm và biến đổi nó trong thí nghiệm. Thế thì CO2 này lần nhá, thì được dùng để nhận biết gì? Nhận biết CO2, từ đó nhận biết carbon. Đúng chưa? Vậy là nó phải xác định carbon, không phải xác định hydro vứt, không phải xác định nitơ vứt, không phải xác định oxy vứt. Ờ, trên YouTube của thầy có cả 02 mà em. Có đấy, em tìm lại đi. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Úi dồi, 30 mình đáp án B, xác định carbon. Dung dịch CaOH này lần của thầy từ trong suốt xuất hiện kết tụa màu trắng. Được chưa? Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 31. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp. Úi dồi ôi, câu này cũng là một câu thầy dự đoán năm nay. Thầy lại tủ tiếp, thế nó lại tủ hai câu nhé. Tủ thì mới cho vào đây đấy. Tủ đấy mới cho vào đấy. Xe thật nhanh vào, đây là câu tủ này. Đóng hộp luôn. Mở cửa tủ, cho vào tủ mà quên chìa khóa để nhục. Comment đáp án câu 31 rồi. Xem đáp án gì. Comment đáp án câu 31 rồi. Xem đáp án gì. Ô, bạn nào chưa like cái video livestream thì nhớ like nhé. Xe lại về tường tắt các bạn vào nhé. Nào, nhìn kỹ nào. Skin 02 đếm ẩn của thầy chất lắm, mấy bạn nên xem. Dĩ nhiên mình có này. Đầu tiên này, thầy có CaC2 và Al4C3. Nhỏ nước vào, thầy ghi đây nha. CaC2 Al4C3 nhỏ nước vào để thu được CaC2 nhỏ nước và thu được CH2. Al4C3 nhỏ nước và mình thu được CH4. Được chưa? Cho hỗn hợp này này, đi qua bình brom dư này. Brom dư. Brom dư thì nó giữ lại thằng CH2. Brom dư giữ lại thằng CH2. Đúng chưa? Vậy nó thoát ra CH4. Đề bài hỏi khí Y. Vậy khí chúng ta là gì? À, CH4. Các em nhớ câu tủ nhá. Có một kinh nghiệm mà bọn 2000 nó rỉ lại tay nhau là cứ đứa nào mà để ảnh đại diện của thầy ấy, là đứa đấy auto thi may mắn. Không biết có đúng không, năm ngoái có mấy đứa mà học học cũng bình thường thôi mà để ảnh đại diện thầy thi khoanh liều đúng 3-4 câu ấy. Đúng chưa? Thầy cũng không biết năm nay 2K một thử chứ thầy, thầy không thi lâu rồi, chúng nó cứ bỏ nhau vậy, xong nó xui thầy. Thế nên là thầy phải gấp rút làm một ảnh avatar cực kỳ đẹp cho các em mới thay đấy. Chính xác. Câu 31 xong. Skin ở trên YouTube nhé, chứ bây giờ thì trôi tít mù đâu rồi em ạ. 32 nè. 32 sẽ là án gì nè. Sai rồi. Đấy, kinh không? Rất kinh điển và kinh khủng. Bạn nào chưa xe nhanh về tường nhá. 32. Cho hình vẽ. Nên để các em vào. Đây này, trường nó để này. Em nhìn thấy và anh trường anh để này. Giờ em để luôn, đúng rồi. Lê Trung Đức. Ơ, em cứ hỏi các anh chị 2000 xem đúng không? Các anh chị 2000 cứ hỏi các anh chị 2000 ấy. Mấy anh chị 2000 giơ tay giúp thầy biết mấy. Các em đã không tin về trường này. Mình có câu 32, cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X. Ơi, lúc nãy thì bảo chúng ta học thuộc cái này mà. Đúng không? Đúng chưa? Khí này không tan trong nước thì tất cả bọn này đều thế. Nhưng mà lưu ý đây là dung dịch X bão hòa. Dung dịch X bão hòa thì chỉ có cái nào đúng là ok, trò luôn. Lương Dương, em cứ hỏi các anh chị 2000 là biết ngay. 2000 tôi thi rồi là biết. Cứ hỏi các anh chị 2000 là học thầy và biết liền. Vậy nó chỉ là anh nào nhỉ các em nhỉ? B, chính xác, B. Mình làm quen rồi. Lặp đi lặp lại nhiều NH4NO2 nhiều thế nhỉ? Tiếp tục câu 33. Để không nhớ tác thầy vào nhá. Anh Trường cũng thi mà. Đúng rồi, chính xác, anh Trường thi mà. Hỏi anh Trường biết liền. Ok, tiếp tục. Câu 33 nào. Đốt môi sắt. Đốt môi sắt. Câu 33. Đốt môi sắt chứa kim loại. Em nhìn nhá, đây là đốt môi sắt chứa kim loại M. Được chưa? Cháy ngoài không khí. Môi sắt chứa kim loại M. Cháy ngoài không khí. Rồi đưa bình đựng CO2 nhìn vẽ. Thấy kim loại M tiếp tục cháy sáng
trong bình đựng CO2. Vậy là một thằng kim loại mà tác dụng với CO2. Vậy chỉ có thể non thành khoanh trước rồi. Magie. Câu này cũng cực kỳ hay. Nhìn nhá. Phản ứng magie cộng CO2 để tạo thành MgO cộng carbon, các em nhớ nhá. Được chưa? Carbon. Hoàng Đạt ơi, là nó 4NO2 thì em tua lại video livestream thầy nhá. Tí nữa live xong em tua lại video livestream để em biết là tại sao luôn. Được chưa? Tại vì thế này. Chính vì vậy nên không sử dụng, không sử dụng bình cứu hỏa. Bình cứu hỏa. Bởi vì trong bình cứu hỏa có CO2. Để dập đám cháy kim loại. Để dập đám cháy kim loại. Không ai sử dụng bình cứu hỏa để dập đám cháy kim loại. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D các em nhé. Đáp án đúng của mình là đáp án D. Mình sang câu tiếp theo, câu 34. Câu 34 cũng là một trong, vừa nãy, từ nãy đến giờ thì thủ hai câu rồi, đây là câu số 3. Để điều chế etin acetat. Để điều chế etin acetat. Văn Thạnh Huỳnh, cái này của thầy là thầy hơi kén để xem. Những bạn nào thực chất muốn học thì mới học được. Còn những bạn nào mà thích chém gió thì chắc không học được với thầy. Đúng không? Ok, tiếp tục. Câu 34. Để điều chế etin acetat. Để điều chế etin acetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau. Người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau. Vậy để điều chế etin acetat thì mình phải đi từ gì? CH3COOH cộng với C2H5OH để tạo thành CH3COOCH5. Ok, các em hiểu chưa? CH3COCH5. Vậy hóa chất được cho ở trong bình 1 là các chất phản ứng là CH3COH và CH5OH. Được chưa? Hóa chất được cho ở bình 1 nhá, nhìn kỹ nhá, hóa chất được cho ở bình 1 trong thí nghiệm. Nhìn chưa? Nhưng lưu ý chỗ này phải có, đây là mũi tên hai chiều, nhiều bạn nhầm. Mũi tên hai chiều và xúc tác phải là H cộng. Vậy không thể là chỉ một mình bọn này được, không xảy ra phản ứng đâu. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là CH3COH, CH5OH và H24 đặc. Được chưa? Chính xác, Lương Dương không dùng CO2 để dập tắt đám cháy magie và kim loại. Chính xác, rất tốt. Câu cuối cùng của ngày hôm nay, lần đầu tiên thầy thấy rằng là các em học máu như vậy, nhưng bây giờ chúng ta là câu cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Câu số 35. Các em ơi, đang có 250 bạn đang theo dõi video livestream của thầy. Thầy muốn rằng, mong muốn là tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đến với team 2K1 đã theo dõi thầy từ đầu đến giờ. Nên thầy đang đợt cuối này, thầy làm rất nhiều tài liệu cho các em. Nhớ theo dõi sát sao thầy trên Facebook cũng như trên fanpage của thầy. Thầy rất mong muốn như các em đã học thầy trong cả một năm rồi, các em biết là tất cả những cái bài tập của thầy cho các em là chất như thế nào và thầy dạy tiết kiệm thời gian như thế nào. Một buổi livestream thầy một tiếng thôi nhưng chữa full 40 câu. Chính vì vậy thầy rất mong muốn các em giới thiệu thầy đến với các em 2K2. Thầy dạy off ở Hà Nội và có khóa online cũng như khóa livestream dành cho tất cả các em 2K2 trên cả nước nhá. Các em bảo các em giúp thầy bảo các em ấy là inbox cho thầy hoặc inbox cho fanpage để có thể học thầy. Câu 35, câu cuối cùng. 35, câu cuối cùng. Thầy mong muốn là cả 255 bạn đang theo dõi video livestream này cùng comment một cái câu cuối cùng này xem là đáp án là đáp án nào. Ok. Đấy, tất cả mọi cái tình yêu thương, niềm thương nhớ của thầy dồn hết vào trong những cái tài liệu mà thầy làm cho những cái ngày cuối này để dành tặng cho các em, để cho các em có thể thi tốt hơn, để cho các em có thể có cái độ tự tin hơn khi bước vào phòng thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tới. Cũng chẳng biết nói gì hơn, nhưng mà tại vì CH3OH thì nó không thể tạo thành etin acetat được em. Đây là yêu cầu đề bài là etin acetat mà. Được chưa? Câu 35. Câu 35. Đấy, thầy thấy là rất rất nhiều bạn đang comment câu 35 rồi. Chúng ta chốt câu 35 nhé. Các em nhìn kỹ này. Khí X và chất rắn Y mình chưa biết, nhưng mà vào dung dịch CH3 lần bị vận đục. Đúng chưa? Đề bài hỏi đi. Khí Z là khí nào? Khí Z là khí sản phẩm sinh ra khi cho X cộng Y. Đúng chưa? Thế thì Z vào CH2 lần vận đục thì nó có thể là CO2, có thể là SO2. Đây, có CO2, có SO2, được hết. Vậy là loại của thằng này. Fe với lại nước là không được thôi. Chỉ mỗi Fe với nước là không được thôi. Vậy bây giờ mình xem nhá. Đây là khí X và chất rắn Y. HCl mà vào CH3. Thì các em lưu ý này. HCl mà dạng khí thì không có tính axit. Đây mà dạng khí thì phản ứng này không bao giờ xảy ra. Phải hiểu cho thầy nhá. HCl dạng khí không có tính axit. Mà không có tính axit thì làm sao đẩy được thằng H2S3 ra được, nên loại. Được chưa? Hiểu không? Tiếp tục nhá.
carbon cũng E3 4 thì tạo thành Fe cộng với CO2, nhưng ở đây ít khi tạo thành CO2, nó tạo thành CO các em ạ. Báo tin nãy giờ, ok, cảm ơn em, cảm ơn thầy, được chưa? Đáp án đúng ở câu này chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B. Ok, thank you, cảm ơn các cái tình cảm tuyệt vời của em dành cho thầy. Hết rồi, hôm nay thầy chỉ làm có 35 câu thôi. Đây là 35 câu dự đoán. Các em nhớ nhé, thầy có 3 câu dự đoán dành cho các em. Các em lưu lại về tường, sau đó là xem lại thi thoảng, xem lại 3 câu dự đoán này trước hôm thi nhé. Nhớ theo dõi các cái chuỗi live stream, chuỗi tài liệu của thầy đăng liên tục lên trên tường, cũng như lên trên fanpage của thầy. Fanpage thì chấm một phát là các em nhận được tài liệu luôn, được chưa? Còn lại trên tường của thầy thì là tài liệu thầy gắn ở link phần bình luận. Có lẽ chúng ta tạm dừng tại đây để cho các em nghỉ ngơi. Các em nhớ cho thầy nhá, là tối mình nên đi ngủ sớm. Ngủ sớm để làm gì? Không, thầy đã bây giờ là hết thôi, chứ còn thầy vẫn livestream cho các em bình thường mà, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, sáng thứ hai vẫn livestream bình thường. Được chưa? Ok. Ok. Bye bye. Chào cả nhà. Chúc các em ngủ ngon, nhớ phải ngủ sớm nhá. Nhớ phải ngủ sớm nhá, ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị đi thi. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.